Chào. Bữa cơm chay của gia đình mình hôm nay mình sẽ làm một món gỏi đu đủ. Ở trong đây là gồm có đu đủ mỏi vịt, bắp cải và mình sẽ làm đậu rồng. Bởi vì cái món gỏi này thì tùy theo sở thích của mình. Mình có món gì thì mình cũng làm được. Mình sẽ để một ít đậu rồng sắc nhuyễn, su đủ sắc nhuyễn và bắp cải sắc nhuyễn. Mình sẽ thêm hai trái dưa leo mình bào nhuyễn nữa. Bào thêm hai trái dưa leo nữa. Dưa leo mình để nguyên trái như thế này mình sẽ bào mỏng. Bởi vì làm gỏi thì mỏng nó sẽ thấm gia vị nhanh. Và nó tương xứng với những cái đồ mình bằm nữa. Và đây là một tô nước me. Hôm nay mình sẽ làm gỏi bằng me me khô bỏ vỏ. Mình sẽ lấy ruột me nhìn rất là ngon. Ở trong đây mình nêm đường, bột ngọt và một ít nước tương nấu. Rồi chúng ta trộn gia vị xong thì chúng ta sẽ cho vào gỏi. Mình rưới vào trong cái thau gỏi. Ở trong thau gỏi của mình ngày hôm nay mình sẽ để đậu hũ chiên. Đậu hũ chiên là món chay chính cho món đồ ăn chay của mình. Mình độ chừng cho nó vừa với cái khẩu vị chua ngọt nha. Tại vì theo mỗi người mình thì nếu mà cái món gỏi thì mình nên làm cho nó thật là chua và thật là ngọt. Vừa ăn thì món gỏi sẽ hấp dẫn. Nếu mà mình trộn gỏi mà nó lạt lẽo thì gỏi sẽ không hấp. Làm cho cái món gỏi chay của mình ăn nó vừa hấp dẫn, nó vừa ngon miệng. Ăn một miếng muốn ăn một miếng nữa chứ mình không có bị ngán. Rồi mình sẽ trộn tất cả gia vị lên xong. Đây là đậu hũ chiên. Ta sẽ cho đậu hũ chiên vào trong gỏi. Rồi tất cả những nguyên liệu mình đã làm xong. Mình sẽ trộn lên nha các bạn. Ở trong đây mình có bằm một chút ớt và một chút tỏi. Nếu mà những người người ta không ăn cay được á, thì mình chỉ để một trái ớt thôi. Còn nếu mình ăn cay được mình bằm nhiều ớt cũng tốt. Nó làm tăng hương vị gỏi của mình. Đây là một món gỏi của gia đình của mình trộn để ăn chay. Một bữa cơm đơn thuần nhưng cũng đầy đủ chất bổ và dinh dưỡng. Gỏi đu đủ trộn với dưa leo, đậu rồng và bắp cải. Đậu hũ. Rồi, rất là đơn giản nhưng mà nhìn gỏi rất là ngon, thấy không các bạn? Mời mọi người cùng thưởng thức nha.